Thưa quý vị, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoan nghênh Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Indonesia Joko Widodo và thể hiện tình cảm và sự coi trọng đối với quan hệ đối tác chiến lược của hai nước. Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và nâng cao vị thế trên trường quốc tế và chia sẻ về những mất mát, thiệt hại to lớn do bão Yagi gây ra tại Việt Nam, khẳng định Indonesia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Việt Nam, đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong ASEAN. Mong muốn triển khai mạnh mẽ hơn các biện pháp để đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược thời gian qua. Trong ASEAN, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia. Thương mại hai nước trong 10 năm qua tăng gần 4 lần. Hai bên nhất trí củng cố hơn nữa tin cậy chính trị thông qua tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương, sớm hoàn tất xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 5 năm tới, phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau, nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái xe điện. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an ninh lương thực, quốc phòng an ninh, chia sẻ thông tin và phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tiếp tục phối hợp chặt chẽ phòng chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, đồng đều của các tiểu vùng trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Indonesia quan tâm, ủng hộ và cử đại diện cấp cao tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2025 và hội nghị thượng đỉnh đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 P4G. Chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn các Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN. Các Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội những năm vừa qua, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển, đồng thời gửi lời thăm hỏi và cho biết sẽ đóng góp cùng Việt Nam khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra tại các tỉnh phía Bắc. Thủ tướng cảm ơn tấm lòng và sự quan tâm sẻ chia của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội đồng và cộng đồng doanh nghiệp ASEAN đối với sự phát triển của khu vực và mỗi nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hội đồng cùng Chính phủ và nhân dân các nước ASEAN thực hiện 5 đồng hành. Thứ nhất, đồng hành trong xây dựng thể chế, chính sách, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn về chính sách, đưa ra các đề xuất và khuyến nghị phù hợp để chính phủ các nước tiếp tục hoàn thiện thể chế. Thứ hai, đồng hành trong kết nối hạ tầng chiến lược, cả hạ tầng cứng về giao thông, năng lượng, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và hạ tầng mềm về số hóa, đổi mới sáng tạo giữa các nước ASEAN trên cơ sở chú trọng hợp tác công tư. Thứ ba, đồng hành trong huy động nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, chia sẻ, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. Thứ tư, đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi, góp phần nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của khu vực với thế giới. Thứ năm, đồng hành trong quản lý doanh nghiệp thông minh, hiện đại, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giảm chi phí, thời gian, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó bắt kịp, tiến cùng và vượt lên so với khu vực và thế giới. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các doanh nghiệp ASEAN luôn đổi mới tư duy, cách làm, huy động nguồn lực cùng phát triển, nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần thúc đẩy ASEAN phát triển nhanh. Thưa quý vị, được tin miền Bắc Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 3 Yagi. Những ngày vừa qua, lãnh đạo các nước và một số tổ chức quốc tế đã gửi điện thăm hỏi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và gửi lời thăm hỏi chân thành tới nhân dân vùng bị nạn, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam, người dân nhất định sẽ chiến thắng thiên tai, sớm khôi phục đời sống, sản xuất.
Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia mong nhân dân Việt Nam sớm vượt qua những mất mát, đau thương, ổn định cuộc sống. Bày tỏ tin tưởng chắc chắn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn. Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Becmundet đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, khẳng định sự đoàn kết giữa hai nước và Cuba sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev gửi lời chia buồn tới gia quyến và người thân của những người đã thiệt mạng, cầu mong những người bị nạn sớm bình phục. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thay mặt chính phủ và nhân dân Hàn Quốc gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân Việt Nam, chúc Việt Nam sớm khắc phục hậu quả của bão và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi lời động viên chân thành nhất đến người dân bị thiệt hại do cơn bão, mong các địa phương sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra và khẳng định nước Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão. Tổng thống Kazakhstan Kasym Homart Tokayev, Tổng thống Mông Cổ Ukhnagin Khurensukhur, Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Niusi, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, Tổng thống Palestine, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổ chức UNESCO cũng gửi thư điện thăm hỏi và chia buồn với những tổn thất, ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 đã gây ra với đất nước và nhân dân Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Trung Quốc, Cuba, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hungary đã gửi điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Thưa quý vị, chiều nay ngày 13 tháng 9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão lũ tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí gửi lời thăm hỏi, động viên đến bà con và đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống bão lũ, tập trung ổn định đời sống nhân dân và khôi phục kinh tế. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng trao tặng số tiền hỗ trợ 3,2 tỷ đồng cho tỉnh Vĩnh Phúc nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 3, cùng nhiều phần quà cho các hộ dân bị thiệt hại. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay, các đoàn công tác Trung ương cũng đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và thăm hỏi động viên tặng quà người dân tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tại thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã bày tỏ chia sẻ về mất mát của bà con, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục triển khai công tác phòng chống thiên tai và yêu cầu các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại để huy động nguồn lực hỗ trợ. Nhân dịp này, đoàn đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 3,5 triệu đồng cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Còn tại xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, đồng chí Mai Văn Chính, trưởng ban dân vận Trung ương, cùng đoàn công tác đã chia sẻ nỗi mất mát của người dân và đánh giá cao nỗ lực của các cấp chính quyền và Hội chữ thập đỏ trong công tác cứu trợ. Đồng chí yêu cầu địa phương tập trung khắc phục thiệt hại, theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trung ương Hội chữ thập đỏ đã trao hơn 700 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, đoàn đã đến thăm động viên hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho hai hộ gia đình bị sập nhà và có người tử vong tại thôn Làng Bu 1, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng. Thưa quý vị, sau 4 ngày bị cô lập do sạt lở, 142 học sinh và giáo viên tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông xã Mường Hung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã được lực lượng chức năng tiếp cận an toàn. Vào rạng sáng ngày 9 tháng 9, khi thấy dấu hiệu sạt lở, chính quyền địa phương và giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông xã Mường Hung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã kịp thời thông báo cho các em di tản, giúp tránh được thảm họa khi quả đồi sau trường sạt lở gây đổ sập dãy nhà bán trú. Hiện sức khỏe của tất cả học sinh đều ổn định. Ngay sau khi tiếp cận, các lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển lương thực tiếp tế cho 131 học sinh và 11 giáo viên tại các nơi tránh nạn. Ngày 13 tháng 9, Tổ công tác Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã kịp thời đưa cháu Phạm Hoàng Bảo Khang, 2 tháng tuổi, đi cấp cứu từ vùng ngập lụt. Vào khoảng 10 giờ 30 phút khi đang làm nhiệm vụ tại tiểu khu Châu Giang,
tổ công tác đã đưa gia đình anh Phạm Đình Chiến và chị Phạm Thị Kiều ra khỏi vùng lũ an toàn và sử dụng xe chuyên dụng để đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi. Trong hai ngày, ngày 12 và ngày 13 tháng 9, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 1 đã khẩn trương huy động 600 lượt cán bộ, học viên, khẩn trương hành quân đến các xã Đào Xá, Úc Kỳ, Nhã Lộng, Nga Mi, Xuân Phương, Thượng Đình thuộc huyện Phú Bình, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, phối hợp cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng, giúp đỡ bà con dọn dẹp bùn đất trên các trục đường, di rời các chướng ngại vật do cơn bão gây ra, tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước, khắc phục trăng chống lại nhà cửa, tiếp tục đề phòng hoàn lưu bão, giúp người dân sớm phục hồi sản xuất. Tính đến chiều nay ngày 13 tháng 9, tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận 47 người tử vong và gần 10 người bị mất tích do mưa lũ và sạt lở đất. Tại hai huyện biên giới phía Tây, công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn khi mà nhiều xã vẫn còn ở tình trạng cô lập do sạt lở. Tại tỉnh Cao Bằng, huyện Bảo Lâm đã bị cô lập 5 ngày và chưa thể kết nối giao thông với tỉnh. Các xã như Quảng Lâm, Thạch Lâm vẫn không có điện và sóng điện thoại. Lực lượng chức năng đang tích cực mở đường để bảo đảm công tác cứu trợ. Trong khi đó, huyện Bảo Lạc đã khai thông được quốc lộ 4A, tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Với phương châm nước rút đến đâu làm sạch ngay đến đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với người dân bảo đảm vệ sinh môi trường. Ngày 12 tháng 9, trực thăng của Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ lương thực cho người dân. Thưa quý vị, tỉnh Hà Nam hiện đang nỗ lực cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bảo đảm không có ai bị thiếu thốn trong thời gian khó khăn này. Thôn Trung Hiếu Hạ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, một trong những nơi vẫn còn ngập nặng của tỉnh Hà Nam. Người dân vẫn còn vô vàn khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Các cấp các ngành tỉnh Hà Nam đã tích cực hỗ trợ để bảo đảm mọi người không thiếu lương thực, thực phẩm và thuốc men. Mặt trận các đoàn thể, các cấp ủy chính quyền thì cũng đã đến từng gia đình để đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc thang để cho bà con yên tâm trong những ngày mà ngập lũ này. Và trong thời gian tiếp thì tỉnh sẽ cũng tiếp tục chỉ đạo mặt trận các đoàn thể rồi kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ lương thực, thực phẩm, thuốc men để bà con ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 13 tháng 9, tỉnh Hà Nam đã tổ chức di rời hơn 2.800 hộ, trong tổng số gần 14.000 hộ cần di rời. Tại các điểm sơ tán, chính quyền đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết. Mặc dù mực nước vẫn cao, các địa phương đang huy động nhân lực và vật tư để triển khai các phương án bảo vệ an toàn, bảo đảm tính mạng và tài sản cho nhân dân. Thưa quý vị, trong khi giá thịt lợn, thịt bò hay thịt gà vẫn tương đối ổn định, thì tại nhiều chợ dân sinh ở thủ đô Hà Nội, giá các mặt hàng rau xanh đã tăng cao so với ngày thường. Dự kiến giá nông sản thiết yếu vài ngày tới khó giảm vì trời mưa to, gió lớn gây thiệt hại nhiều về hoa màu. Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh lớn tại Hà Nội như Thành Công, Nguyễn Công Trứ, các loại thực phẩm thiết yếu như thịt lợn, thịt bò, thịt gà, hải sản, trứng vẫn được cung ứng đầy đủ, giá cả đã về lại thời điểm trước bão. Tuy vậy, mặt hàng rau xanh và củ quả đã tăng giá mạnh. Tại chợ Thành Công, giá rau xanh đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước. Vì bão nó ngập hết cả, thì nó mới đắt. Còn nếu mà không bị ngập, chỉ có 5.000 một mớ thôi. Ví dụ rau muống là 10.000, rau mùng tơ 5.000, bắp cải thì là 10.000. Thì hôm nay mua đắt hơn là 15.000, đấy, bán 15.000. Tại chợ Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, giá rau muống hiện tại đã tăng lên 20.000 đồng một mớ, còn cà chua thì lên 45.000 đồng một kg. Rau cỏ thì trước bão thì nó còn nhiều, bây giờ thì nó cũng ít hơn, nó đắt hơn. Thường chỗ này chắc là tầm 1.000, nhưng bây giờ chỗ này là 3.000. Còn mướp thì bình thường là độ 20.000 một cân, bây giờ thì 30.000 một cân. Sau bão, người dân thường có nhu cầu cao về thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt cá, nước uống và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. Do đó, hệ thống các siêu thị như Winmart, BRG, Fujimart trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng sau bão. Hiện các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ cùng các sản phẩm thiết yếu như gạo, mì vẫn được cung cấp đầy đủ với giá cả ổn định, không có hiện tượng tăng giá. Thưa quý vị, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đến thời hạn tắt sóng 2G tại Việt Nam.
Tuy nhiên, để cho các nhà mạng có thêm thời gian hỗ trợ thiết bị đầu cuối đến người dân đang sử dụng thiết bị 2G Only, đặc biệt là người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lùi thời gian tắt sóng 2G. Đây là khẳng định được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Theo thống kê của Cục Viễn thông, đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, số thuê bao của các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G Only. Đáng chú ý, trong số thuê bao 2G Only chưa kịp chuyển đổi, bao gồm những đối tượng yếu thế, các thuê bao thuộc hộ gia đình khó khăn, tại địa bàn khó tiếp cận như vùng sâu, vùng xa, miền núi và một tỷ lệ tương đối lớn thuê bao 2G Only nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của bão lụt, gây khó khăn cho việc liên lạc, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để thực hiện chuyển đổi. Trước tình hình thực tế, Cục Viễn thông đang tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép dừng một phần việc thực hiện các thông tư 03-04 về quy hoạch các băng tần. Cụ thể là điều chỉnh thời điểm tắt sóng 2G để các nhà mạng có thêm thời gian vừa dành nguồn lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và tình hình lũ lụt sau bão, vừa hỗ trợ chuyển đổi máy điện thoại 4G cho các thuê bao 2G Only, đặc biệt là thuê bao ở vùng sâu vùng xa và những tỉnh thành phố ảnh hưởng của bão. Ngày hôm nay 13 tháng 9, Báo Nhân dân đã tổ chức lễ khai trương gian trưng bày về Việt Nam tại Hội báo Nhân đạo lần thứ 89 của Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này là cơ hội giới thiệu những thành tựu nổi bật của Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó còn khẳng định tầm quan trọng của tình hữu nghị giữa hai Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh tới sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Pháp đối với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển. Hội báo diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 với nhiều hoạt động phong phú về văn hóa và các vấn đề thời sự. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 7 năm 2024, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 37 về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Chỉ thị xác định 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó nêu rõ các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, coi trọng chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực tế cũng đang đặt ra yêu cầu về việc thực hiện tốt nội dung này. Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Công an tỉnh Sơn La khởi tố bắt tạm giam ông Đào Hữu Bính, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Trường Đại học Tây Bắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong thực hiện hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ông này đã lập khống chứng từ thanh toán chi trả tiền công giảng dạy, tiền công tác phí, tiền lưu trú cho giáo viên để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Mở rộng điều tra ngày 21 tháng 2 năm 2024, Công an tỉnh này tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 8 bị can gồm nguyên trưởng phòng dân tộc thành phố Sơn La, nguyên trưởng phòng lao động thương binh và xã hội các huyện Sông Mã, Bắc Yên, Vân Hồ, Mường La, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp và kế toán phòng lao động thương binh và xã hội huyện Phú Yên. Cơ quan chức năng xác định các sai phạm gây thất thoát ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Qua cái câu chuyện ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La này, thì chúng ta thấy là ông Bính dễ dàng thanh quyết toán rút từ ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân như vậy. Thì theo chúng tôi, nguyên nhân chính là đã thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện cái công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn. Rồi phòng lao động thương binh xã hội của huyện Quỳnh Nhai Sơn La đấy, mặc dù là đã ký hợp đồng với cái trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ để thực hiện cái chương trình này, nhưng mà ký hợp đồng nhưng lại không tổ chức kiểm tra giám sát, cho nên là phó mặc cho cái trung tâm này muốn làm gì thì làm. Trước đó, năm 2012, sau quá trình thanh tra quản lý dạy nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2006-2010, thanh tra chính phủ nêu rõ, Ủy ban Nhân dân của 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ngãi, Phú Thọ và An Giang đã sử dụng vốn của dự án tăng cường năng lực dạy nghề và đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020 để chuyển sang làm việc khác không đúng mục đích, sai đối tượng với tổng số tiền lên tới hơn 104 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, công tác thanh tra kiểm tra toàn diện đối với các cơ sở dạy nghề chưa thường xuyên, một số địa phương nhiều năm chưa được thanh tra. Phải tăng cường hơn nữa cái sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu. Và đặc biệt là phải coi trọng cái công tác kiểm tra giám sát việc đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn.
Cái thứ hai đấy là chính quyền ở đó phải nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn. Và thứ ba là mặt trận tổ quốc được các đoàn thể ở địa phương rồi chính nhân dân phải tăng cường cái giám sát cái công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn. Riêng về dạy nghề cho lao động nông thôn nên có một quy trình riêng. Và quy trình đó thì theo tôi phải đi hai chiều, chiều thuận và chiều ngược thì mới phát hiện được rằng. Bởi vì đối với nông thôn là người dân người ta rất là thật thà. Cho nên bây giờ cho nên cái việc rút tiền họ không để ý. Hoặc là ông có tiêu pha gì cũng không biết làm gì. Thì rõ rệt là không được, mà chúng ta phải có cái thanh kiểm tra, có cái phương pháp gọi là thuận nghịch để kịp thời phát hiện ngay. Bởi vì tôi cho rằng cái dạy nghề trong nông thôn đến, tôi cũng quan niệm nó rất mới mà người ta chưa có kinh nghiệm. Thực tế cho thấy ở những nơi mà công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn không đạt chất lượng hiệu quả, để xảy ra sai phạm, cần nghiêm túc xử lý trách nhiệm cụ thể của cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu, nhất là người đứng đầu bộ phận có chức năng vai trò kiểm tra giám sát.